Quý vị đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất trên kênh YouTube VNews truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị và các bạn, sự leo thang căng thẳng hiện nay giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine phức tạp hơn nhiều. Dường như không có cách giải quyết ngay lập tức hoặc trong ngắn hạn khó có thể xoa dịu so với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trước đó. Vì sao bế tắc giữa Nga, Ukraine, NATO khó giải quyết hơn? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Các phái đoàn ngoại giao của Nga, Mỹ, NATO đã gặp nhau tại Geneva và Bruxelles trong tuần này. Mục đích của cuộc đàm phán là tìm ra giải pháp cho những căng thẳng địa chính trị đang bùng phát ở Đông Âu. Khởi nguồn của cuộc đàm phán này là Nga đã sử dụng chiến thuật quân sự hóa như một con bài ngoại giao trước các cuộc gặp với Mỹ, NATO. Tất nhiên, mục tiêu là để gây áp lực cho phương Tây trên bàn đàm phán. Rõ ràng Moscow huy động tới 10 vạn quân áp sát biên giới với Ukraine là vì họ tin rằng đây là cách tốt nhất để cải thiện khả năng đàm phán của họ, đặc biệt là với Mỹ như một động thái phủ đầu nhằm ngăn chặn sự bành trướng của NATO về phía đông, mà Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước này. NATO xét cho cùng là một chiếc ô an ninh phương Tây do Mỹ lãnh đạo, được tạo ra nhằm mục đích hạn chế ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu. Mặc cho sự sụp đổ của cái gọi là bức màn sắt, biên giới vật lý lẫn tư tưởng mang tính biểu tượng chia cắt châu Âu thành hai khu vực riêng rẽ từ cuối thế kỷ 2 vào năm 1945 đến cuối cuộc chiến tranh lạnh vào năm 1991, NATO vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Một khi đàm phán thất bại và Nga không đạt được bất cứ yêu sách nào, lựa chọn quân sự của Moscow sẽ là tiến vào Ukraine, tâm điểm của cuộc khủng hoảng châu Âu, khi mà quân đội Nga ở biên giới đã tập hợp đủ và sẵn sàng hành động. Khao khát của Ukraine trong việc gia nhập NATO được xem là lằn ranh đỏ đối với Nga. Quốc gia coi Kiev phải nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Một nguồn cơn khác gây khó chịu cho Nga là việc phương Tây tiếp tục hợp tác quân sự với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác ở Đông Âu. Moscow tin rằng cần phải làm gì đó ngay bây giờ bởi vì sự mở rộng dần dần của NATO sang các lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ sẽ còn khó để đối phó hơn trong những năm tới nếu bây giờ họ chần chừ. Những lời đe dọa lẫn nhau từ cả hai bên, Nga và NATO, đều có những tác động nguy hiểm trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như tin rằng một giải pháp ngoại giao là khả thi. Lý do của ông có thể là đối với cả Mỹ và NATO, việc duy trì quan hệ với Nga quan trọng hơn việc Ukraine có thể gia nhập NATO. Nhưng nếu ngoại giao thất bại, câu hỏi đặt ra là liệu Nga có mạo hiểm đưa quân vào Ukraine hay không? Đặc biệt là khi họ muốn có một giải pháp vào cuối tháng 1. Vào thời điểm hiện tại, điều này rất khó để dự đoán. Trên thực tế, bế tắc liên quan đến Ukraine không thể so sánh với một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, vốn ít phức tạp hơn nhiều. Hiện nay, bế tắc liên quan đến Ukraine đại diện cho cuộc đọ sức của hai siêu cường đang khiếp sợ lẫn nhau. Sức mạnh chênh lệch giữa Mỹ và Nga ngày nay lớn hơn nhiều so với Mỹ và Liên Xô trước đây. Nga không còn hùng mạnh về mặt quân sự hay kinh tế như Liên Xô đang thời kỳ hoàng kim. Mặc dù nỗi sợ hãi về nguy cơ leo thang hạt nhân giữa hai cường quốc so với thời chiến tranh lạnh cũng đã giảm bớt, nhưng điều khiến cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên nguy hiểm hơn là tình hình an ninh phức tạp ngày nay với một loại hình chạy đua vũ trang khác liên quan đến tên lửa xuyên lục địa đang diễn ra. Cũng khó có thể thấy trước được liệu Mỹ sẽ nhượng bộ đến mức nào trước yêu cầu của Moscow trong việc kiềm chế NATO và thay đổi cấu trúc liên minh của họ. Sự phân cực chính trị ở Mỹ hiện nay có thể đã làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden và cũng chính sự phân cực này sẽ khiến ông Biden không can dự nếu xảy ra kịch bản Nga đưa quân vào Ukraine. Chúng ta sẽ sớm biết liệu ngoại giao có giành được chiến thắng trong việc giữ hòa bình hay thất bại trong các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến đối đầu, xung đột và có thể là một loại chiến tranh lạnh mới. Trước đó vào ngày 10 tháng 1, suốt 7 tiếng đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, những bế tắc trong quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn chưa được khơi thông, đặc biệt về tương lai khi mà NATO muốn mở rộng hiện diện về phía đông, kết nạp Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, phụ trách đoàn đàm phán của Nga khẳng định sau cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 10 tháng 1 rằng yêu cầu bắt buộc là Ukraine không bao giờ được trở thành thành viên của NATO. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nhắc lại rằng Washington không bao giờ có thể đưa ra cam kết như vậy bởi chúng tôi không cho phép bất kỳ ai đóng sập cánh cửa của NATO. Bà thêm rằng Mỹ và đồng minh sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu Nga tìm cách thay đổi biên giới quốc tế bằng vũ lực. Thế bế tắc này đã khiến Ukraine, quốc gia không được mời tham gia cuộc đàm phán, rơi vào tình trạng không chắc chắn.
khi cuộc gặp của quan chức Mỹ và Nga chưa thể đưa ra một cam kết liên quan tới động thái Moscow triển khai khoảng 100.000 quân ở biên giới phía Tây. Tuy nhiên, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định tấn công Ukraine. Hai bên cũng đưa ra một số đánh giá tích cực. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại sau cuộc họp, bà Sherman nói đã thấy một số lĩnh vực mà hai nước có thể đạt được tiến bộ. Ông Ryabkov mô tả cuộc đàm phán rất chuyên nghiệp, sâu sắc và cụ thể. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo nếu phương Tây không đồng ý với yêu cầu của NATO ngừng tăng hiện diện ở Đông Âu, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường, khiến an ninh của toàn bộ lục địa gặp nguy hiểm. Thông điệp hòa giải lẫn đe dọa được Ryabkov đưa ra trong bối cảnh nhiều quan chức Mỹ vẫn rất lo ngại về nguy cơ Nga phát động một chiến dịch quân sự lớn vào Ukraine. Nhưng lực lượng Nga ở biên giới Ukraine không gia tăng trong những tuần gần đây như nhiều quan chức tình báo Mỹ dự đoán vài tuần trước đó. Điều này báo hiệu Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đưa ra quyết định cuối cùng hoặc có thể đang xem xét một phương án khác. Quan chức Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị mọi kịch bản từ một cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine hay các xâm nhập quy mô nhỏ hoặc đòn tấn công mạng làm tê liệt quốc gia này. Thứ trưởng Ryabkov cố gắng duy trì một lập trường linh hoạt để Tổng thống Putin có thể đưa ra nhiều lựa chọn. Kadri Lech, chuyên gia về Nga tại Hội đồng Đối ngoại ở Berlin nói, Putin sẽ quyết định liệu có nên tiếp tục các cuộc đàm phán với những điều kiện mà Mỹ đưa ra hay không. Tổng thống Putin ngày càng coi thái độ ủng hộ của phương Tây với Ukraine là mối đe dọa hiện hữu. Ông cho rằng quốc gia láng giềng từng thuộc Liên Xô này đang bị biến thành một mặt trận chống Nga mà phương Tây có thể sử dụng để tấn công hoặc làm suy yếu đất nước của ông. Nhưng mục tiêu của Nga không chỉ giới hạn trên lãnh thổ Ukraine. Moscow đã đưa ra một loạt đề xuất an ninh với phương Tây vào tháng trước nhằm tìm cách giảm hiện diện quân sự của NATO xuống mức những năm 1990. Nga cũng yêu cầu NATO đảm bảo không mở rộng liên minh về phía đông hoặc triển khai vũ khí, lực lượng ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Quan chức Mỹ ngày 10 tháng 1 cho biết họ nhận thấy những cơ hội để làm sâu sắc thêm đàm phán với Nga như khôi phục hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung mà Mỹ từ bỏ năm 2019 sau nhiều năm cáo buộc Moscow vi phạm. Trong các cuộc đàm phán ngày 10 tháng 1, phía Mỹ đã đưa ra một số ý tưởng xung quanh các địa điểm mà Mỹ và Nga có thể đặt tên lửa. Hiện tại, Mỹ không có tên lửa tầm trung ở châu Âu nên rất dễ dàng nhất trí với hiệp ước, theo các chuyên gia. Nhưng trong nhiều thập kỷ qua, họ đã đưa một loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Bỉ, Italy, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga có thể yêu cầu Mỹ rút những vũ khí hạt nhân đó. Sherman từng làm việc trong chính quyền Bill Clinton, Barack Obama và thường đảm trách các cuộc đàm phán khó khăn nhất của Mỹ. Nói rõ rằng, Washington sẵn sàng thảo luận về những cách chúng ta có thể đặt ra giới hạn, có đi có lại về quy mô và phạm vi các cuộc tập trận quân sự, cũng như cải thiện tính minh bạch về các cuộc tập trận đó. Đó sẽ là một cách để cố gắng đưa lực lượng Nga rời khỏi biên giới Ukraine. Mỹ cam kết đối thoại có đi có lại với Nga, bà Sherman nói, nhấn mạnh chiến lược của chính quyền Biden là duy trì ngoại giao với Nga để tránh chiến tranh. Dù không có bất kỳ nhượng bộ nào của Mỹ, các cuộc đàm phán ngày 10 tháng 1 vẫn được coi là một chiến thắng với Nga, bởi họ đã đưa việc mở rộng NATO thành vấn đề hàng đầu mà các quan chức Mỹ phải đối mặt. Chúng tôi có cảm giác rằng Mỹ rất coi trọng các đề xuất của Nga và nghiên cứu chúng rất sâu. Bây giờ, mọi thứ đang đi đúng hướng và điều này tự nó có tác dụng chữa lành mối quan hệ của chúng tôi với phương Tây, Ryabkov nói. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng Moscow sẽ quyết định liệu có tiếp tục tiến trình ngoại giao sau các cuộc họp tuần này hay không, đồng thời cảnh báo những rủi ro liên quan đến khả năng gia tăng đối đầu không thể bị đánh giá thấp. Ryabkov không nói rõ hậu quả sẽ thế nào nếu Mỹ từ chối yêu cầu của Nga. Ông nhiều lần khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine và không có lý do gì để lo sợ kịch bản leo thang căng thẳng trong vấn đề này. Nhưng ông cũng nói rằng động thái gia tăng hoạt động quân sự của phương Tây ở Ukraine và khu vực Biển Đen đã khiến Nga thay đổi động thái quân sự trong khu vực và lo ngại về những hành động khiêu khích có chủ ý của Ukraine. Nhiều quan chức phương Tây lo ngại Nga có thể xem đây là cái cớ để thực hiện chiến dịch quân sự. Nói về hậu quả sẽ xảy ra nếu ngoại giao thất bại, ông Ryabkov nhắc lại lời của Putin rằng phương Tây sẽ phải đối mặt với biện pháp kỹ thuật quân sự của Nga. Ông cho biết Nga sẽ không công khai phản ứng cụ thể để tránh nguy cơ tạo ra các mối đe dọa trừng phạt mới, nhưng thêm rằng nó có thể liên quan tới triển khai một số hệ thống vũ khí nhất định. Khi được hỏi liệu có hy vọng về một giải pháp ngoại giao sau cuộc họp với Nga hay không, Sherman tỏ ra thận trọng.
Rất khó để các nhà ngoại giao thực hiện công việc nếu bạn không có hy vọng. Vì vậy, tất nhiên tôi có hy vọng, bà nói. Nhưng điều tôi quan tâm nhiều hơn là kết quả. Những thông tin quốc tế mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.